Em đã biết ghe mày em là ai rồi. Con mẹ mập đánh ghen, đây gọi con Tư Nhị là con điếm này. Nếu chúng chưa từng quen biết nhau thì làm sao mẹ biết con Nhi là một con điếm? Tư Nhị, ý của ba, con điếm Nhi là kẻ chủ mưu. Em chưa bao giờ nói cho con điếm Nhi biết em vào khu bờ rạch làm cái gì. Vậy mà nó biết em vào đó để cứu má mình. Vậy con điếm Nhi nó là kẻ bày ra mọi chuyện hay sao? Một con điếm dám trèo vào tường nhà em, dám lột sạch đồ trước mặt em thì chuyện gì mà không dám làm? Không lẽ nó bày ra tất cả mọi chuyện là để cho cô ba thương nó, rồi cô ba mang ơn nó mà nhận nó làm em nuôi? Trời ơi, tôi không thể nào nghĩ tiếp được nữa. Không được hồ đồ, phải có nhân chứng thì mới có thể kết tội được. Phải tìm ra những kẻ đánh ghen, tìm ra gã trong khu bộ rệt. Chị Tư. Dạ. Qua động Ba Phò trong khu bộ rệt, tìm bọn đánh ghen, coi chúng sống ở đâu, có gần đó hay không. Đặc biệt là con mẹ mập mở miệng ra là thọc huyết tọc huyết. Còn hai tên lính không chơi được bắt cái chúng nữa. Ý của ba sao? Kêu bọn mua đời bắt cha mẹ vợ con của chúng làm con tin, rồi tung tin nếu chúng không ra mặt, gia đình của nó sẽ chết không toàn thây. Từ khác chúng sẽ ra mặt thôi.